Tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với các con sự tích Hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Cạn, và đây chính là cái địa danh Hồ Ba Bể, nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu chuyện sự tích Hồ Ba Bể. Còn đây là hình ảnh của Hồ Ba Bể ở trên bản đồ, cái màu xanh xanh, nước xanh xanh đây, đây chính là cái khu vực của Hồ Ba Bể đó các con ạ. Thầy sẽ giới thiệu các con đôi nét về Hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể nằm trong vùng quốc gia Ba Bể thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Đường đi quanh co ven những dãy núi đá vôi và những đèo dốc nhỏ. Đến vườn quốc gia Ba Bể, điều đầu tiên thấy là núi đá vôi. Đứng nhìn xung quanh, trùng trùng điệp điệp những dãy núi đá vôi, tuy không cao lắm nhưng rất hiểm trở. Trên núi gọi là rừng nhưng chỉ có những cây nhỏ và cây bụi là chủ yếu, chứ không rậm rạp nguyên sinh như rừng quốc phương. Có xen lẫn những cánh rừng trồng của nhân dân, chủ yếu là nhân dân trồng cây lát gỗ và luồng vầu nữa. Hồ rộng chừng khoảng 300 đến 400 mét và dài khoảng 8 km. Nước xanh, hai bên là những dãy núi đá vôi thấp, rừng cây bụi. Dưới đáy hồ có nhiều rong rêu, có những hòn núi nhỏ tạo hình rất đẹp, nổi bật trên nền xanh của nước. Trên núi đôi khi có nhà dân hoặc những bản nhỏ của người dân tộc Tày. Vào mùa cạn, nước hồ thấp, nếu vào mùa mưa, nước hồ sẽ cao thêm khoảng 1 đến 2 mét, ngập những cây bụi nhỏ mọc chân núi ven bờ. Chính do mực nước lên xuống như vậy nên những cây mọc thấp bị nước ngập đã thối hết phần vỏ, trơ lõi, tuy nhiên chúng vẫn sống và trở thành những cây gỗ lũa sống tuyệt vời. Ở đây sâu khoảng 15 đến 20 mét, có đoạn sâu hơn. Ven bờ thì nông hơn, có nhiều loại cá, nhưng nhiều nhất là cá trôi, chấm cỏ và cá mè, cá chép, nhưng rất khó bắt. Ngoài ra còn có cá lăng, cá nheo, đã có người đánh lưới được cá chấm trên 10 kg, cá mè 7 kg, cá chép 8 kg. Nguồn cá ở đây không phải do thả mà do các ao hồ của dân khi bị lũ cá thoát ra, nên ở đây câu hoàn toàn miễn phí. Người dân ở đây chỉ đánh lưới hoặc đánh mìn trộm chứ không có người câu, chỉ thỉnh thoảng mới có du khách du lịch đến kết hợp với câu thôi. Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng là ở đây thì một số người dân vẫn thường hay đánh mìn trộm. Cái việc đánh mìn trộm này nó sẽ tác động rất lớn đến cái môi trường của Hồ Ba Bể, sẽ làm chết rất là nhiều sinh vật và gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt rằng cái việc mà mua bán các loại chất nổ đã hiện nay thì đang bị nhà nước của chúng ta nghiêm cấm. Do vậy các con chú ý là chúng ta tuyên truyền với mọi người trong gia đình của chúng ta, những người thân xung quanh là không nên đánh bắt cá bằng mìn, vì việc làm này vô cùng nguy hiểm và làm chết rất là nhiều sinh vật ở xung quanh, đồng thời nó gây ô nhiễm môi trường. Ở trên hình ảnh các con đang quan sát đây, đây chính là cái thuyền du lịch trên Hồ Ba Bể. Du khách đến đây thì được trải nghiệm với cái việc là ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ và dạo xung quanh Hồ Ba Bể để ngắm những cảnh quan thiên nhiên ở nơi đây. Và đây là hình ảnh cây gỗ lũa trên Ba Bể. Vì sao gọi là cây gỗ lũa? Vì xung quanh thân của nó đã bị chóc hết vỏ rồi, còn trơ lại cái phần lõi ở bên trong, phần gỗ ở bên trong. Còn cái phần vỏ thì đã bị mất hết rồi, do nước ngập lên và làm cho những lớp vỏ này bị thối rữa và bong chóc hết ra. Và đây là quang cảnh của Hồ Ba Bể vừa mùa nước cạn, trông rất đẹp đấy các con ạ. Và đây, ở trong Hồ Ba Bể thì có những núi đá nhỏ nhô lên ở giữa hồ, tạo thêm cái cảnh quan sinh động cho Hồ Ba Bể, làm say đắm lòng người đối với những khách du lịch từng đến tham quan Hồ Ba Bể. Và đây là những cái đặc sản của Hồ Ba Bể: cá suối phơi khô, rau ngót rừng, rau bổ khoai. Còn đây là hình ảnh của cái câu chuyện mà ngày hôm nay thầy muốn kể với các con, đó là sự tích Hồ Ba Bể. Thầy mời các con dở sách ra trang 8 cho thầy. Ở trang 8 này chúng ta có 4 bức hình. Bức hình đầu tiên là cảnh bà cụ đang xin ăn ở trong lễ hội. Bức hình thứ hai
là bức hình nói về cảnh bà cụ về ăn cơm cùng với mẹ con bà quá. Bức cảnh thứ ba là nơi dân làng của nơi mẹ con bà quá ở thì đã diễn ra đã xảy ra một trận đại hồng thủy. Và bức hình thứ bốn là cảnh hai chiếc thuyền mà mẹ con bà quá đã dùng để cứu dân làng của mình. Và thầy mời các con lắng nghe câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể. Xứ này thờ Phật mà kỳ thật là buôn Phật,
rất xứng đáng phải chịu trầm luân. Chỉ có mẹ con cô là tốt bụng. Vùng này sắp xảy ra lụt lớn, hãy cầm lấy gói tro này và rắc xung quanh chỗ ở. Và trong đêm nay chớ có đi đâu cả. Hoặc nếu có đi đâu, hãy đưa nhau lên đỉnh núi cao, có thế mới tránh được nạn chết chìm. Hả? Thật vậy sao? Vậy tôi phải làm gì để cứu bà con vùng này? Hai mảnh vỏ trâu này sẽ giúp mẹ con cô làm việc thiện. Nói rồi bà lão biến mất trước sự ngạc nhiên của hai mẹ con. Người mẹ vội vàng làm theo lời dặn, rồi đem chuyện kể cho những hộ gần nhà biết. Nhưng những người kia chỉ mỉm cười, và do đó là chuyện hoang đường do mẹ con bà quá tưởng tượng ra. Tối hôm đó, ngay giữa đám hội náo nhiệt, khi mọi người đang tấp nập lễ bái, thì bỗng có một cột nước từ mặt đất phun lên phía giữa đại tràng, kèm theo tiếng nổ dữ dội. Ai nấy ngơ ngác hoảng sợ, tưởng từng bậc hiển linh nên càng vái lấy vái để. Nhưng dòng nước phun ngày càng mạnh, làm lở hết đất cát xung quanh và dần nhấc lấy nhà cửa. Vạn vật chìm nhiễm vào trong biển nước. Ôi, chạy đi, bao lũ nước lũ dâng cao. Mọi người chạy đi, nguy quá rồi. Tất cả các người đều cần bị trừng trị. Cần Gia Long vừa dứt lời, vạn vật bỗng chốc chìm trong biển nước. Duy chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con bà quá vẫn còn. Nước dâng lên bao nhiêu thì nền nhà ấy cao lên bấy nhiêu. Nhưng mọi người chấn quấn vùng vẫy trong màn nước trắng xóa để bám víu sự sống. Hai mẹ con vội vã nhảy sang hai mảnh vỏ trấu, thả xuống nước theo lời dặn của bà lão ăn xin. Lạ thay, hai mảnh vỏ trấu vừa đập nước bỗng biến thành hai chiếc thuyền lớn. Vui mừng khôn xiết, hai mẹ con bà quá vội leo lên thuyền. Mặt gió mưa cản trở, họ vẫn chèo đi khắp nơi cứu vớt người bị nạn. Cảm ơn hai mẹ con vì đã cứu chúng tôi. Hai mẹ con thật tốt bụng và nhân hậu. Sau trận đại hồng thủy năm nào, vùng đất sụt lở ấy ngày nay biến thành một cái hồ rộng lớn, gọi là hồ Ba Lễ. Còn cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một hòn đảo nhỏ giữa hồ, người địa phương gọi là Gò Già Ngoại, hay còn gọi là Gò Bà Quá. Và đó chính là sự tích ra đời của hồ Ba Bể đấy con ạ. Dạ, vậy là nhờ vào lòng tốt của hai mẹ con đó nên mới có hồ Ba Bể như bây giờ mẹ nhỉ. Qua câu chuyện trên, con cũng phải tự rút cho mình một bài học nha. Khi gặp người khó khăn, hoạn nạn cần giúp đỡ, chớ có phần biệt thiệt hơn, mà con nên giúp đỡ họ bằng cả tấm lòng của mình, bằng sự chân thành của mình. Con nhớ chưa? Vừa rồi thì thầy đã cho các con nghe xong một cái đoạn video về sự tích hồ Ba Bể. Ai trong các con thấy rằng đoạn video này rất hay thì hãy comment cho thầy số 10 nào. Ồ, cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn các con rất nhiều. Rất nhiều số 10 đã hiện lên ô chat của thầy và chứng tỏ rằng các con rất là yêu thích những cái câu chuyện như thế này. Và thầy hứa với các con rằng ở những câu chuyện tiếp theo, thầy sẽ tiếp tục sưu tầm những video thật hay liên quan đến nội dung câu chuyện của chúng ta để cho các con xem nhé. Và ở trong bài này chúng ta có một số từ khó sau đây, các con chú ý lắng nghe thầy giải thích. Đầu tiên đó là từ cầu phúc. Cầu phúc tức là xin được điều tốt cho mình. Giao long, một loài rắn to còn gọi là thuồng luồng. Bà quá, những người phụ nữ có chồng bị chết. Làm việc thiện, làm điều tốt cho người khác. Bâng quơ, không tin tưởng, không đâu vào đâu. Và đây là hình ảnh con giao long thường có ở trong các câu chuyện cổ tích hay trong các câu chuyện truyền thuyết đấy các con ạ. Hay còn gọi là con thuồng luồng. Bây giờ thầy và các con cùng đi tìm hiểu nội dung câu chuyện. Các con quan sát vào bức tranh 1 và cho biết bà cụ ăn xin xuất hiện như thế nào.
Ồ, rất là nhiều bạn đã nhắn vào trong ô chat của mình, rất là giỏi, giỏi lắm các con, rất là giỏi và thầy rất là yêu các con. Đúng rồi đó các con ạ, bà lão xuất hiện ở trong một cái lễ hội và bà ở trong lễ hội này thì bà đã được xin ăn rất là nhiều người. Tuy nhiên đi đến đâu thì bà cụ cũng bị xua đuổi, bà lê mình ra khỏi đám hội và vào nhà nào bà cũng bị đuổi ra. Mọi người đối xử với bà như thế nào? À đúng rồi, mọi người đối xử với bà rất là tệ. Đi đến đâu thì mọi người vì trông thấy bà cụ gớm ghiếc, thân thể gầy còm, lở loét mùi hôi thối xông ra đến khó chịu, nên đi đến đâu thì bà cụ cũng bị mọi người xua đuổi. Thậm chí có nhà còn cho cả chó ra rượt bắt bà nữa là các con ạ. Ai đã cho bà cụ ăn và nghỉ? À đúng rồi, đó chính là mẹ con bà quá tốt bụng đã cho bà cụ ăn và nghỉ lại ở trong ngôi nhà của mình đấy các con ạ. Chuyện gì đã xảy ra trong đêm? Ồ đúng rồi, con trả lời rất tốt, thầy rất yêu các con, rất tuyệt vời, đúng rồi các con ạ. Khi hai mẹ con bà quá ngủ đến nửa đêm thì ở trong nhà đã phát ra một tiếng động rất lớn do bà cụ ngủ ngáy rất là to, và hai mẹ con bà quá đã thức dậy và nhìn thấy một con dao long đang nằm trong nhà của mình. Hai mẹ con bà quá hết sức lo sợ, nhưng vì giữa đêm hôm và nhà của hai mẹ con bà quá lại ở cách biệt rất xa so với nhà của mọi người xung quanh, chính vì vậy hai mẹ con bà quá không biết làm gì, đành đắp chăn và nằm ngủ tiếp. Khi chia tay bà cụ dặn mẹ và bà con bà quá điều gì? À bà nói vùng này sắp có lụt lớn, ta cho hai mẹ con chị gói cho này nhớ dắt ngay xung quanh nhà mới tránh được nạn. À, bà cụ còn cho thêm mẹ con bà quá cái gì nữa nhỉ? À đúng rồi, khi mẹ con bà quá hỏi thưa cụ vậy làm sao để cứu được mọi người thoát khỏi chết chìm, bà cụ đã suy nghĩ một giây lát rồi nhặt một hạt thóc cắn vỡ ra đưa vỏ trấu cho hai mẹ con và bảo hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện. Và hình thứ ba, con dự đoán hình thứ ba này là xảy ra điều gì nhỉ? Điều gì đã xảy ra trong lễ hội? Đúng rồi, tối hôm đó đám hội đang náo nhiệt, mọi người đang lễ bái, bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên, nước càng phun càng mạnh, đất xung quanh lở dần. Lúc nấy ai nấy mới kinh hoàng chen nhau chạy tháo chân, nhưng không kịp nữa, đất dưới chân họ rung chuyển, một tiếng ầm dữ dội nổi lên, nhà cửa người vật đều chìm nghỉm dưới nước. Trong khi tất cả đều ngập chìm trong biển nước thì ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con nhà kia vẫn khô ráo vì nền nhà của họ mỗi lúc một cao lên. Mẹ con bà quá đã làm gì? À đúng rồi, đau xót trước cảnh nước lụt bất ngờ tàn phá, hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra vừa đặt xuống nước, vỏ trấu hóa thành hai chiếc thuyền. Thế là mặc gió mưa, họ chèo thuyền đi khắp nơi, cố sức cứu vớt những người bị nạn. À, và hình ảnh các con coi ở trên màn hình, đó chính là hai chiếc thuyền mà mẹ con bà quá dùng để cứu những người dân làng của mình đó các con ạ. Vậy Hồ Ba Bể được hình thành như thế nào? À đúng rồi, các con trả lời rất tốt. Chỗ đất sụt ấy nay là Hồ Ba Bể, còn cái nền nhà của hai mẹ con kia thành một hòn đảo nhỏ trong hồ. Người dân địa phương thường gọi đảo nhỏ ấy là Gò Bà Quá. Bây giờ thầy và các con tiếp tục chuyển qua hoạt động 3, hoạt động luyện tập. Các con sẽ kể lại câu chuyện này với nhau cho các nhau cùng nghe nhé.
Để kể được câu chuyện này thì con sẽ dựa vào 4 bức tranh. Bức tranh 1, bức tranh 2, bức tranh 3, bức tranh 4. Và dựa vào nội dung câu chuyện ở trong cái đoạn video mà thầy đã cho các con xem, để chúng con, các con kể lại câu chuyện này cho thầy nhé. Qua câu chuyện trên, em hiểu được điều gì? Ý nghĩa của câu chuyện cho ta biết sự hình thành của Hồ Ba Bể, ngoài ra còn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái, biết giúp đỡ người khác sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Và trong cuộc sống cũng vậy các con ạ. Các con hãy cố gắng làm nhiều điều thật tốt, hãy giúp đỡ mọi người, hãy yêu thương những người xung quanh chúng ta và giúp đỡ mọi người, thì những điều tốt lành nhất sẽ đến với các con. Các con ạ. Và các con hãy quan sát trên hình cho thầy, đây chính là quang cảnh của Hồ Ba Bể, Hồ Ba Bể ngày nay đó các con ạ. Và nước trong xanh và xung quanh là những hòn đảo và cây rừng cây mọc lên rất là xanh tươi tốt. Hình ảnh tiếp theo đây là một cảnh quay khác, một góc cảnh khác của Hồ Ba Bể đó các con ạ. Phong cảnh ở đây rất hữu tình và con người ở đây rất là đôn hậu. Về nhà các con tìm hiểu thêm về câu chuyện trên mạng cho thầy nhé, và sưu tầm thêm dữ liệu có liên quan đến câu chuyện. Về nhà kể lại câu chuyện cho gia đình cùng nghe. Bây giờ các con hãy lắng nghe thầy dặn. Các con về nhà sẽ trả lời lại 40 câu hỏi ở trang 8 cho thầy và viết vào trong giấy cho thầy, sau đó nhờ bố mẹ chụp lại và gửi vào trong nhóm cho thầy nhé. Và các con cũng kể lại câu chuyện theo khả năng của các con và nhờ bố mẹ của các con quay lại đoạn video mà các con đã kể lại và gửi vào trong nhóm Zalo để thầy kiểm tra và nhận xét nhé. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và thầy hẹn gặp lại các con ở những buổi học tiếp theo. Và các con cũng chuẩn bị cho thầy bài Nàng Tiên Ốc. Và thầy hứa với các con rằng ở trong tiết học tiếp theo, thầy sẽ cho các con xem một đoạn video rất hay liên quan đến câu chuyện Nàng Tiên Ốc. Các con chuẩn bị tinh thần để đón xem tiết học tiếp theo của thầy nhé. Chào tạm biệt các con.